Tam Đảo thì có rất nhiều địa điểm chụp ảnh độc đáo. Tuy nhiên hiện tại trời đang khá là lạnh, cho nên là tôi sẽ kiếm một nơi nào đấy để sưởi ấm. Nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi, hít hà cái lạnh buổi sáng, thưởng ngoạn khung cảnh thơ mộng. Ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ, tận hưởng không khí trong lành và đừng quên chụp cho mình những bức hình đáng nhớ nhé. Tạm rời khỏi thị trấn tấp nập, ẩn mình giữa thiên nhiên bạt ngàn là khu quần thể Chùa Vàng và Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, chốn linh thiêng của núi rừng Tam Đảo. Để lên được quần thể Chùa Vàng thì chúng ta sẽ phải đi qua một khu rừng trúc. Và tại đây thì Kỳ Duyên có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc, tạo một cảm giác vô cùng thư thái và an yên. Chẳng cần đi đâu xa xôi, Tam Đảo chính là chốn bình yên cho những ai muốn rời xa sự ồn ào của phố thị. Hãy lên đường và tận hưởng những giây phút thảnh thơi của ngày cuối tuần tại thị trấn mộng mơ này nhé. Vòng